trong một cái cơ hội kinh doanh, cả bạn và đối tác đánh giá là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, cái người đó lại không phù hợp với tuổi với bạn. Không hợp tuổi với bạn được hiểu rằng là những người rơi vào trạng thái xung hình phá hại hoặc có cái bản mệnh nạp âm nó xung khắc với bản mệnh nạp âm của bạn, làm cho bạn có cái cảm giác rất là lo lắng, không biết là mình có nên kết hợp hay nên hợp tác với họ hay không. Thì trong cái khóa học phong thủy cho nhà đầu tư, chúng tôi có những cái biện pháp để mà giúp bạn hóa giải khi mà cái người tuổi đó là người bị xung hoặc không hợp hoặc có bản mệnh bị tương khắc, thì cái cách nào để chúng ta điều chế hóa giải được cái ngũ hành này. Bản chất ngũ hành đó là tham sinh kỵ khắc, cái quy luật vận hành của nó là quy luật tương sinh và quy luật tương khắc, và chính vì những cái quy luật tuyệt vời này sẽ giúp chúng ta có một cái biện pháp để mà chế hóa cái việc lựa chọn cái người làm ăn cùng, lựa chọn những cái người đầu tư cùng, hay là lựa chọn những cái người mà kết hợp, hay là tránh chọn những cái người tuổi nào, không nên chọn những người tuổi nào, để tránh cho chúng ta mất đi thời gian, mất đi những cái cơ hội, hoặc là hóa giải đi những cái sự việc, sự vụ mà không đáng tiếc xảy ra khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh hoặc hợp tác đầu tư. Tôi đã có trên 30.000 giờ đào tạo và có trên 20.000 học viên đã học trực tiếp những cái kỹ thuật hoặc việc ứng dụng thực tế của bộ môn văn hóa phương Đông trong cái lĩnh vực mà tạo dựng một cái ekip, tạo dựng một cái đội nhóm làm việc, từ lãnh đạo cho đến nhân viên, rồi từ nhân viên để lựa chọn lãnh đạo, hay là cái việc lựa chọn bạn đời, hay là cái việc lựa chọn năm sinh con đẻ cái, để giúp hóa giải những cái mối quan hệ hoặc những xung khắc về mặt ngũ hành hoặc can chi, để chúng ta có một cuộc sống thuận hòa hơn, gia tăng thêm cơ hội, gia tăng thêm tài lộc, gia tăng thêm sức khỏe, gia tăng thêm cái gia đạo trong nhà. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học phong thủy cho nhà đầu tư vào ngày 29 tháng 5 sắp tới. Xin cảm ơn.